Hello mọi người nha. Chào tháng mới thì Đông Thương chúc tất cả quý cô chú khách hàng một tháng mới thật rực rỡ nhé. Đem thương lên sóng giao lưu với cô chú khách hàng nhà mình một khúc trắc đỏ đen hàng cũ nhé, 4,5 cm, dài 63, hàng đen mọi người nhé, 9 này, 9 và 10, đông đặc luôn. Đó, chỉ khuyết một tí xíu đây mọi người này. Đây là khuyết tí xíu đúng vào ngón tay. Đấy, nhẵn thín luôn. Cũ hàng cũ nhá, đen mọi người nha. Chỗ này là này. Vừa rác vừa nóng. 4,5 kg. Em thương bán 300k nha. Bao ship. Lấy lộc đầu tháng. Rồi cảm ơn mọi người nha.